chép cái bơ nó chảy ra nó thơm lắm. Rồi phải cho vào cái dĩa để mình thưởng thức nha. Hấp dẫn ghê luôn ha. Đó, cái thịt ở trong nè, vừa chín luôn, không có bị khô. Cái da rất là ngon không? Mình chiên sơ, tại cốt này nó cũng nhỏ, mình chiên sơ xong cái mình đem vô, mình cho air fry 8 phút nữa là ăn, vừa ăn luôn. Hello, chào các bạn. Hôm nay Taylor sẽ chia sẻ cách làm chim cút chiên bơ. Thì chim cút hôm nay Taylor mua một vỉ ở chợ Việt Nam á, thì có 6 con. Taylor về rửa sạch sẽ, rồi xong rồi mình cắt mổ cái bụng nó ra, rồi xong mình lấy hết gân máu đồ trong cái bụng nè, ra hết nè, Taylor rửa sạch sẽ hết rồi. Bây giờ có 6 con chim cút giống như nhỏ nhỏ giống vậy thôi, không có lớn lắm. Mua một vỉ thì có 6 con, nếu mà mình thích ăn nhiều hơn thì mua 2 vỉ. Thì ở đây thì là có 6 con chim cút nè, rồi có hành tím với lại tỏi với lại gừng, gia vị ướp thì cũng là nước mắm, nước tương, bột nêm, đường, muối, bột ngũ vị hương với lại ớt, bột ớt Hàn Quốc. Thì bây giờ Taylor sẽ đi trụng cái con cút này lên nè, để cho nó cái da nó căng ra, rồi mình ướp lên nó sạch hơn, rồi mình khi mình chiên á nó không có bị teo cái thịt của nó nha. Đây Taylor sẽ bỏ vào một ít gừng cho cái son nước son này nè. Sau đó Taylor cho một miếng xì dầu vô để cho nó có màu á, nó làm cho con chim cút của mình nó này xì dầu đen để cho nó đậm hơn á, cho nó có màu, cho nó đẹp. Chụm cái khoảng chừng con có cái da có nó căng lên đó là mình lấy ra rồi, không có chụm lâu. Mà chụm nước sôi á thì cho cái nó lấy cái mấy chất dơ của trong cái thịt nồi da nữa nè, nó chảy mấy cái chất dơ ra đó. Chụm lên thì cái con chim cút của mình đó, nó săn hơn, nó đẹp hơn, cái thịt nó căng ra, nó giống như nó mọc lên á. Thì mình ướp rồi mình khi mình chiên á, nó nhìn giống như nguyên con chim cút nó còn nguyên. Còn nếu mình không có ướp á, mình không có trụng giống thay lời giống gì nè, thì nó sẽ bị nó teo cái thịt nó lại, rồi mình chiên lên cái nó teo còn nhỏ xíu. Và mình trụng sơ sơ thôi, mình không có cần trụng lâu. Giống như con này mình lấy ra được rồi nè. Trụng xong thay lời sẽ đi xả qua nước lạnh chút xíu để cho nó sạch cái thịt á. Rồi bắt đầu mình mới tiến hành ướp nha. Thì sau khi mà mình trụng xong á, thì là rửa nước lạnh lại á, cái thịt nó sẽ trắng hơn, nó thịt nó tươi hơn. Rồi thì là cho hết cái một củ hành tím nè, thì là cho vào cái máy xay để mình làm cho nó nhanh. Rồi khoảng chừng 4 tép tỏi nhỏ nhỏ. Xong thì là có thêm một ít gừng, chút xíu gừng thôi. Rồi cho vào một muỗng cà phê muối, đây là nửa muỗng cà phê nè, đây là một muỗng cà phê, một muỗng cà phê bột nêm chay, thế là cho hai muỗng canh đường, tại vì thế là thích nó cái vị nó ngọt ngọt á, cho nên thế là cho hai muỗng canh đường. Sau đó thế là cho một ít tiêu, nửa muỗng cà phê tiêu đen, một muỗng cà phê bột ớt Hàn Quốc, nửa muỗng cà phê bột ngũ vị hương, cho thêm một miếng mặt khoảng chừng 2 muỗng cà phê, xì dầu thì là cho một muỗng canh, nước mắm thì là cho nửa muỗng canh, dầu điều thì thế là cho khoảng chừng 3 muỗng cà phê, tạo cho cái màu với lại làm cho cái thịt cút á nó không có bị khô. Rồi tất cả những hỗn hợp này thì là sẽ xay cho nó nhuyễn, rồi mình đem đi ướp cái con cút. Rồi thế là cho hết gia vị ướp vào đây, rồi mình bóp vô con cút để cho nó thấm. Rồi Taylor sẽ massage cái nước ướp này nè vô cái bụng của con cút. Rồi xong rồi. Wow,
Thơm quá luôn. Rồi thì là massage hết chỗ này nè, để cho thấm con cúc á. Rồi thì là sẽ để qua một bên. Mình sẽ ướp con cúc này khoảng chừng 2 tiếng. Mình có thể cho nó vào tủ lạnh để cho nó được tươi hơn á. Cúc này thì là mua một vỉ ở chợ Việt Nam á, là khoảng chừng 12 tới 13 đồng. Thì là không nhớ rõ là 12 hay 13 nhưng mà cũng cỡ đó. Hồi xưa á có rẻ lắm, bây giờ dập giá cái gì cũng mắc hết. Cho nên mình mua cái gì mình về mình nhà mình nấu thì nó ngon hơn mình đi ăn tiệm nha. Nếu mà mình không có thời gian thì mình cũng có thể ướp qua đêm, hoặc là mình có thể ướp nhiều hơn nữa, không sao hết. Nó càng thấm thì nó càng ngon thôi, chứ mình không phải là phải làm liền giống như Taylor 2 tiếng nha. Rồi sau khi Taylor ướp mà để tủ lạnh 2-3 tiếng rồi đó, nó thấm rồi, ngon lắm luôn á. Bây giờ Taylor chỉ mình trước khi mình chiên, mình cào mấy cái hành với tỏi trên dính trên cái con cúc nè, cho nó gớt xuống bớt, để không thôi nó khi mình bỏ vô dầu mình chiên nó sẽ bị cháy á. Khi dầu nóng là mình bỏ vô mình chiên ha. Đó, thôi là chiên dầu nhiều luôn nè. Rồi thì là chiên sơ cái cúc này rồi. Cái này là tại vì mình không có lấy kỹ mấy cái hành đồ với lại tỏi đâu ra, thành ra cái dầu của mình nó cũng hơi cháy cháy nè. Bây giờ cái lần thứ hai thì là để cho nó nguội bớt, xong cái thì là đem vô cái air fry, cái nồi chiên không dầu á, cái mình để vô mình nướng là cho nó giòn lại cái da là mình ăn được rồi. Sau khi thì là chiên dầu lần thứ nhất á thì con cúc á nó chín nhưng mà nó chưa có giòn, cho nên mình bỏ vào cái air fry nè, cái giò nồi chiên không dầu á, cái mình nướng lại, mình cho nó giòn lên cái da, nhìn hấp dẫn ghê luôn. Rồi thay là bỏ vô cái nồi air fry nè, cái hiệu lò có thay là Cuisinart nè. Ở trên đây nó có này là nhiệt độ, đây thì là dặn qua air fry. Rồi mình dặn đũa 350 đầu ép, và mình dặn khoảng chừng thời gian là 10 phút để mình coi chừng nó đủ vàng là mình lấy ra. Nồi air fry á, mình có thấy nó sôi sôi lên rồi đó, nó làm cái da nó sẽ thấy giòn lên, nên nhìn thấy nó cái màu, miễn sao mình thấy cái màu vàng vàng mà mình ưng á thì mình tắt lửa nha. Không có để lâu tại vì cúc này nó cũng đã chín rồi. Rồi sau khi nấu cúc thì là sẽ chở cái ở phía bên trong ra ngoài, còn ở phía bên ngoài vô trong để cho nó đều á. Rồi sau khi thì là nướng trong lò khoảng chừng 8 phút thì mình lấy ra nè. Lúc này mình chét bơ lên cho con cúc nó thơm mùi bơ, nó láng, nó bóng, nó đẹp nữa. Bơ thì thay là dùng bơ lạc, mình dùng bơ mặn cũng được. Còn nóng mình chét cái bơ nó chảy ra nó thơm lắm. Mình có thể chép bơ dưới cái ngực để cho nó thơm tí cũng được. Thơm quá trời luôn. Không là phải cho vào cái gì á để mình thưởng thức nha. Hấp dẫn ghê luôn ha. Rồi bây giờ thì là ăn thử nha. Thì là thích cái con nhỏ nhỏ để nó giòn á. Lấy một con nè. Wow, cái này giống như wow, xé cái đùi ra. Cái đùi nhìn thấy hấp dẫn ghê chưa. Bơ này á, mình nghe nói cúc chiên bơ, nhưng mà không phải là chiên cái trong bơ. Chiên xong rồi mình mới thoa lên cái bơ lên trên, nó gọi là cúc chiên bơ, chứ mình bơ á, mình không có chiên cho cúc được, nó sẽ cháy hết. Cái này là
mình có thể ăn với lại cơm hoặc là ăn với bánh mì cũng được, hay là ăn không luôn. Ngon đậm đà. Nó nhỏ ăn không có ngán. Thấm quá trời thấm luôn. Mình có thể xé nguyên con ra luôn nè. Wow. Cái món làm cái này mà làm mồi nhậu là hết hấp dẫn luôn á. Đó, cái thịt ở trong nè, vừa chín luôn, không có bị khô. Cái da rất là ngon không? Không có bị khô nha, cái thịt nó mới vừa chín luôn. Mình chiên sơ, tại cúc này nó cũng nhỏ, mình chiên sơ xong cái mình đem vô, mình cho air fry 8 phút nữa là ăn, vừa ăn luôn. Cúc chiên bơ hôm nay rất là ngon, món này dễ ăn mà dễ làm nữa, không có tốn công nhiều lắm, mình chỉ ướp, rồi mình để cho nó thấm, rồi mình đem đi chiên, rồi nướng lên. Hay là chúc các bạn thành công với món cúc chiên bơ ngày hôm nay. Nếu mà thấy video hay, xin vui lòng bấm like và đừng quên bấm luôn cái nút subscribe với cái màn hình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.